sau sự cố bảng LED ở trường Trung học cơ sở Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn, đăng tải dòng chữ lạ vào tối ngày 28 tháng 11, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Định đã có chỉ đạo nóng. Sáng ngày 29 tháng 11, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Định đã có văn bản gửi các trưởng phòng giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông và trực thuộc yêu cầu các đơn vị đồng loạt kiểm tra, rà soát việc quản lý và sử dụng các bảng điện tử, bảng LED do cơ quan, đơn vị mình quản lý, vận hành. Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Định yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác bảo mật, thay đổi mật khẩu truy cập định kỳ, sử dụng mật khẩu có tính năng bảo mật cao để phòng ngừa các đối tượng xấu xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, thay đổi nội dung khẩu hiệu tuyên truyền bằng những nội dung xấu, phản cảm. Ông Nguyễn Văn Sơn, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nhân Bình, cho biết hiện tại công an đang điều tra để tìm thủ phạm thay đổi nội dung hiển thị trên bảng LED của nhà trường. Phía trường cũng đã ngắt điện bảng LED để khắc phục sự cố. Như thanh niên đã thông tin, tối ngày 28 tháng 11, bảng LED của trường Trung học cơ sở Nhân Bình bất ngờ đăng hai dòng chữ luân phiên, nhà cái, B, khiến nhiều người dân vô cùng ngạc nhiên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.